Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự buổi tối trên kênh BTB của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Tối hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Gần 86% bệnh nhân COVID-19 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên đã được điều trị khỏi bệnh xuất viện. Cuộc sống mới ở vùng tâm dịch An Mỹ, huyện Tuy An sau gần 2 tháng kiên trì chống dịch. Thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công mang lại lợi ích cho cả người dân và các cơ quan nhà nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Ngành giáo dục Phú Yên cùng vượt khó cho năm học mới. Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 9 năm 2021, Ủy ban dân tỉnh Phú Yên có công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, gửi các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tỉnh, nội dung như sau. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Ủy ban dân tỉnh ban hành công văn số 3912/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2021. Hiện nay, tỉnh Phú Yên cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, song vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới, theo đề nghị của các địa phương và Sở Y tế tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 3 tháng 9 năm 2021. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu 1 thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2021 áp dụng nguyên tắc chỉ thị số 16 CT TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đối với các xã phường của thành phố Tuy Hòa, gồm phường 2, phường 3, phường 4, phường 6, phường 9, phường Phú Đông, xã Bình Ngọc áp dụng nguyên tắc chỉ thị số 15 ct TTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 đối với các huyện Phú Hòa, Tuy An, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và các xã phường còn lại của thành phố Tuy Hòa. 2. Các địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và đánh giá nguy cơ cần thiết và áp dụng các biện pháp thắt chặt hoặc nới lỏng phù hợp với thực tế trên địa bàn có văn bản đề xuất cụ thể qua sở y tế để tham mưu ủy ban dân tỉnh xem xét quyết định đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch nhất là tại khu vực có nguy cơ và nguy cơ cao người đứng đầu địa phương đơn vị chịu trách nhiệm nếu để dịch bùng phát trở lại do chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch cơ quan đơn vị liên quan và địa phương triển khai thực hiện Thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đến sáng ngày hôm nay đã có gần 86% bệnh nhân COVID-19 ghi nhận tại tỉnh ta được điều trị khỏi bệnh, xuất viện trở về địa phương, tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế phòng chống dịch. Đây thực sự là một thông tin rất đáng mừng trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, gia tăng nhanh về số ca nhiễm trong thời gian ngắn, trong khi điều kiện cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh rất hạn chế, nhân lực y bác sĩ cũng như kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh vừa thiếu, vừa không có nhiều kinh nghiệm. Nhiều y bác sĩ lần đầu tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng đã rất nỗ lực cứu chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân trong thời gian ngắn ngay tại tầng 1 điều trị, rất ít trường hợp để diễn biến nặng dẫn đến nguy kịch về tính mạng hoặc phải chuyển lên tầng 2, tầng 3 trong mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19. Vâng thưa quý vị, bên cạnh kết quả tích cực từ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ để giải quyết các thủ tục hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin chúng tôi cập nhật, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp cho 6.373 người với số tiền hơn 13 tỷ đồng, Toàn tỉnh đã có hơn 47.000 đối tượng đã được hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của chính phủ với số tiền hơn 10,3 tỷ đồng. Tại thành phố Tuy Hòa, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 của tỉnh. Đến chiều ngày 1 tháng 9, hầu hết các vườn xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho người lao động tự do đã được phê duyệt theo nghị quyết số 68 của chính phủ và quyết định số 23-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đợt này, nhiều nhất là xã Bình Kiến, bình quân mỗi lao động được nhận 1,5 triệu đồng. Kính thưa quý vị, xã An Mỹ từng là tâm dịch COVID-19 của huyện Tuy An khi mà địa phương này chiếm gần một nửa số ca nhiễm của huyện. Qua gần 2 tháng kiên trì chống dịch, đến nay địa phương này đã được gỡ phong tỏa, cuộc sống người dân dần được khôi phục với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Với những người dân ở đây đã đi qua khó khăn, đã sống trong vùng tâm dịch với bao lo âu thấp thỏm, họ thấy được sự quý giá của cuộc sống sau dịch và càng quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch. Ba ngày đi chợ một lần, tranh thủ mua thực phẩm cần thiết chú ý giãn cách khi đi chợ đeo khẩu trang đó là thói quen hàng ngày của người dân an mỹ hiện nay tiếng xe cứu thương chở các bệnh nhân covid mười chín các f 1 từng là nỗi ám ảnh của người dân giờ cũng không còn các cơ sở sản xuất bánh tráng truyền thống cũng bắt đầu hoạt động trở lại cuộc sống dần ổn định với trạng thái mới và trong niềm vui của người dân toàn xã Giờ đây cuộc sống hiện tại đây là tương đối khá đỡ rồi thì mà muốn như như thế này là cần phải giữ gìn hơn nữa đừng có để bùng trở lại bùng trở lại thì người dân lại càng khó hơn nữa và càng khổ hơn nữa đi lại không được sinh hoạt không được chợ búa không được mọi thứ đều đắm kín ở trong cái khung cửa của nhà mình thì rất là khó Phòng dịch được như thế này là tốt rồi nhưng cô cũng mong cho nó hết dịch trên sứ đồng bầu súng khi phong tỏa còn thưa thất người, mùa mang ít được chăm sóc, còn bây giờ nhiều người thường xuyên thăm đồng hơn. Mùa mướp, mùa dưa gan và vụ, người ra đồng thu hoạch nông sản, người hái rau hái cỏ. Không ai nói chuyện phím, không hỏi thăm chuyện nhà cửa như trước, mà giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, ai cũng tranh thủ làm xong, sớm rồi về nhà. Ở bây giờ theo nhu cầu rồi mình đi ví dụ như xém mình cắt cỏ thì mình đi nhưng mà không qua khỏi mấy chốt mòn sớm trong hết dịch thì gia đình đoàn tụ của con cháu làm ăn bà con sống như vậy. bữa nay ra ruộng thì mót kiếm lại bán kiếm ít đồng mà mua ăn đồ vậy còn bò cắt cỏ rồi gì cho này ăn nó hơi đỡ hơn chút cho mấy bữa là nó đói quá đói mà thấy vậy là con hơi quý ở chơi phong tỏa sao nó bó buộc làm ăn không, không được gì hết từng sống trong khu phong tỏa là tâm dịch covid 19 tiếng xe cứu thương từng văng lên mỗi ngày là nỗi ám ảnh của người dân. Xã Mỹ cũng đã có người chết vì liên quan đến Covid-19. Nhiều người cũng thoát khỏi nguy hiểm, điều trị Covid-19 thành công để về nhà. Nên bây giờ, ai ai cũng chủ động phòng dịch, bảo vệ bản thân và sống lạc. Mới đây, dù đã hết phong tỏa, nhưng địa phương vẫn tổ chức test nhanh Covid-19 để ra soát cộng đồng. Nhà nào cũng chủ động đi test để kiểm tra, để được an toàn hơn. Tuyên truyền vận động bằng đài truyền thanh, và tuyên truyền cỡ cả, cả bằng lò, kéo kéo đi đến đi từ ngõ đến từ nhà để rồi tuyên truyền những chủ trương về công tác phòng chống bệnh để cho bà con nhân dân hiểu và chấp hành theo đúng cái nội quy của phòng chống dịch đã ra khôi phục hoạt động sản xuất khôi phục cuộc sống thường ngày nhưng người dân vùng từng tâm dịch covid 19 bây giờ không chủ quan trước đại dịch cuộc sống mới ở vùng tâm dịch an mỹ bây giờ có nhiều đủ thay hơn phù hợp hơn trước diễn biến của đại dịch để lập lại trật tự trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại vùng tâm dịch thành phố Tuy Hòa, từ ngày 11 tháng 8 đến nay công an tỉnh đã điều động 72 cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát liên tục trên tất cả các tuyến đường, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chỉ thị số 16. Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp ra đường không mang khẩu trang, tụ tập đông người không cần thiết, vi phạm quy định tại điểm A khoảng 1, điều 12, nghị định số 117 của chính phủ. Tính đến nay, qua tuần tra kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 2.357 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Tiêu Hòa, với số tiền phạt hơn 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch COVID-19 thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội từ ngày 25 tháng 8 đến nay, Công an thành phố Tì Hòa đã huy động tối đa lực lượng phương tiện chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các phòng ban, phường xã, đồng loạt ra quân kiểm tra lập biên bản 806 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an thành phố còn phát hiện và ra quyết định tạm giữ một đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy tại phường 9, năm vụ với 27 đối tượng ăn nhậu trong và ngoài khu vực phong tỏa khi thành phố Tuy Hòa đang thực hiện chỉ thị 16 đồng thời tham mưu đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phạt tiền 405 triệu đồng đối với 27 đối tượng, mỗi đối tượng bị phạt 15 triệu đồng vì đã vi phạm điểm C khoảng 3 điều 12 nghị định 117 2020 NĐ-CB. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 tính đến, đến 19 giờ ngày hôm nay, ngày 4 tháng 9 năm 2021 như sau. Toàn tỉnh ghi nhận 11 ca nhiễm sách COVID-2 mới, trong đó thành phố Tuy Hòa có 1 ca là F1, huyện Phú Hòa có 5 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch đón công dân ngày 3 tháng 9, thị xã Đông Hòa 1 ca là trường hợp F1, huyện Tuy An 1 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch đón công dân ngày 25 tháng 8, đồng thời cũng là F1 cùng chuyến xe phương trang số 5 với F0 đã phát hiện dương tính ngày 27 tháng 8. Thị xã Sông Cầu có 2 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch đón công dân ngày 27 tháng 8, đồng thời cũng là F1 cùng chuyến xe phương trang số 17 với F0 đã phát hiện dương tính ngày 28 tháng 8. Huy Đồng Xuân có 1 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch đón công dân ngày 25 tháng 8. Lũy kế toàn tình đến nay là 2.748 ca. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 358 bệnh nhân, số người khỏi bệnh xuất viện 21 người lũy kế. 2.359 người. Những thông tin tiếp theo của chương trình Ngành giáo dục Phú Yên cùng vượt khó cho năm học mới Thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công mang lại lợi ích cho cả người dân và các cơ quan nhà nước nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay Kính thưa quý vị, nhân ngày khai giảng năm học mới 2021-2022 Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phú Yên có thư gửi giáo viên và học sinh tỉnh Phú Yên. Thân gửi các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý. Nhân ngày khai giảng học mới năm học 2021-2022, tôi thân ái gửi đến quý thầy cô giáo, các anh chị em đang công tác trong ngành giáo dục lời chúc sức khỏe, chúc chúng ta vững tin, đoàn kết, kiên cường, cùng nhau vượt qua đại dịch. Chúc các học sinh thân yêu sẵn sàng đón một năm học mới đặc biệt với nhiều cảm xúc mới. Thưa các thầy giáo, cô giáo, năm học mới này lần đầu tiên chúng ta triển khai những nhiệm vụ không có trong tiền lệ của ngành giáo dục, đó là dạy học trực tuyến và các hình thức học từ xa. Chúng ta chắc chắn sẽ có những bỡ ngỡ, tuy nhiên cái đích chúng ta hướng đến là an toàn và phù hợp trong điều kiện dịch bệnh chuyển đổi số ngành giáo dục là xu hướng tất yếu trong tương lai của ngành chỉ là nó đến sớm hơn kế hoạch chuẩn bị của chúng ta đằng nào cũng làm có khi làm trong điều kiện không có sự lựa chọn khác chúng ta sẽ có tinh thần quyết tâm cao nhất vì là mới nên chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung để tiệm cận đến cái tốt nhất hoàn thiện nhất tôi mong tất cả chúng ta sẽ làm việc với tinh thần thận trọng quyết tâm và hay dành cả trái tim cho sự thay đổi này. Trong nguy có cơ, đây cũng là cơ hội cho chúng ta chuyển đổi quyết liệt ngành giáo dục với kỹ nguyên số như dạy trực tuyến, giáo án điện tử, sách giáo khoa điện tử. Và các em học sinh có thể học mọi thứ ở mọi nơi chỉ với một thiết bị kỹ thuật như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính được kết nối Internet. Nói vậy, để thấy cơ hội và tầm quan trọng của việc áp dụng kỹ thuật số trong giáo dục tuy nhiên cái mà máy móc trí tuệ nhân tạo chưa thay thế được ở con người chính là cảm xúc là tình cảm là trái tim học tập chỉ có kết quả tốt khi thật sự vui thích vì vậy trong giáo án bài giảng trong các nhóm tương tác giữa học sinh và giáo viên rất cần sự chia sẻ động viên và thấu hiểu cảm xúc của các em không có một công thức nào phù hợp cho tất cả. Vậy nên các anh chị giáo viên hãy xem học sinh như chính con em của mình để chúng ta sẽ có những ứng xử tốt nhất. Kem học sinh yêu quý Lần đầu tiên các em không dự buổi khai giảng như thường lệ. Vậy đấy, thế giới thay đổi, xã hội thay đổi, bắt buộc chúng ta cũng phải thay đổi. Các em là thế hệ của kỷ nguyên số, các em sẽ thay đổi và thích ứng nhanh thôi không được đến trường, không gặp bạn bè, thầy cô, không được tương tác trực tiếp sẽ kém thú vị, nhưng mỗi người phải hy sinh một chút, gác lại một chút riêng tư chung tay vì mục tiêu chống dịch, vì sức khỏe cộng đồng và của chính các em. Học tập là học suốt đời, học ở mọi lúc, mọi nơi và đây cũng là cơ hội để các em thực hiện ước mơ đó. Hãy lấy gương của mặt Đỉnh Chi, Lương Thế Vinh, Nguyễn Khuyến trong điều kiện khó khăn, các vị tiền nhân này vẫn tự học và học rất giỏi, trở thành những nhân tài của đất nước. Ngày mai trời lại sáng, đất nước chúng ta, thế giới chúng ta sẽ hết dịch. Các em sẽ lại đến trường gặp bạn bè thầy cô. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, bình thường trong hoàn cảnh mới. Mong rằng qua đại dịch này, các em sẽ nhận ra giá trị của cuộc sống, sẽ yêu quý chính bản thân mình, bạn bè, người thân, yêu quý thiên nhiên môi trường và trân trọng cuộc sống mà chúng ta đang hiện hữu. Tôi cũng xin chia sẻ những khó khăn của các gia đình, các phụ huynh có con em tham gia năm học mới này. Mong mỗi người chúng ta đồng lòng cùng tham gia, cùng chia sẻ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua. Về phía chính quyền, tôi cùng với các cấp các ngành, các địa phương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, có các giải pháp hỗ trợ phù hợp kịp thời để bảo đảm quyền học tập của các em. Chúc các thầy giáo cô giáo, các anh chị em đang công tác trong ngành giáo dục và các em học sinh, các bậc phụ huynh, năm học mới nhiều sức khỏe, vững tin cùng nhau vượt qua khó khăn này. chào thân ái, chủ tịch ủy ban dân tỉnh phú yên, trần hữu thế. Theo Sở Giáo dục Đào tạo năm học 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục triển khai dạy học theo chương trình mới của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 tại địa phương đối với các trường có đủ điều kiện. Hiện toàn tỉnh có 6 trên 131 trường mầm non dạy chương trình làm quen tiếng Anh. Các trường tiểu học dạy tiếng Anh theo chương trình tự chọn từ 2 tiết một tuần, tùy điều kiện thực tế và nhu cầu của phụ huynh học sinh trong đó trường tiểu học Lạc Long Quân, thành phố Tuy Hòa được chọn triển khai xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ cấp tiểu học. Bậc trung học có 76 trường cấp trung học cơ sở với gần 27.000 học sinh và 17 trường cấp trung học phổ thông với trên 6.300 học sinh tham gia đề án. Bên cạnh đó, chương trình sẽ tiếp tục thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn toán và các môn khoa học tự nhiên tại trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, duy trì dạy môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2 tại các trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trung học phổ thông Ngô Gia Tự, trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh. Trường phổ thông Duy Tân đã từng bước phối hợp với các tổ chức quốc tế để tăng cường tiếng Anh cho học sinh, giáo viên của nhà trường. Trung tâm công tác xã hội Phú Yên vừa phối hợp cùng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Sơn Hòa về xã E Chà Rang và xã Sơn Hà tổ chức chương trình cùng em đến trường năm học 2021-2022. Tại đây, để đảm bảo quy định phòng chống dịch, học sinh được chia làm nhiều lượt nhận quà, mỗi lượt 20 em và ngồi giãn cách 2 mét, sát khuẩn tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang theo quy định. 100 em học sinh của hai xã vùng cao, mỗi em được chương trình hỗ trợ một ba lô mới, vỡ bút, đồng phục đi học, khẩu trang y tế và một số dụng cụ học tập. Tổng giá trị phần quà là hơn 20 triệu đồng do Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mong muốn giúp các em học sinh vùng cao có thêm điều kiện để chuẩn bị đến trường trong năm học mới 2021-2022. Thưa quý vị, năm học mới 2021-2022 đã bắt đầu, nhưng thời điểm này cả tỉnh vẫn đang phải tập trung phòng chống dịch Covid-19. Điều khiến cho nhiều người quan tâm nhất hiện nay chính là làm sao để vừa bảo đảm an toàn phòng dịch cho cán bộ giáo viên, đặc biệt là các em học sinh mà chất lượng giáo dục vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra. Những ngày qua, ngành giáo dục đã chủ động khẩn trương hoàn tất các việc chuẩn bị cho năm học mới theo hướng vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch, vừa nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh dự kiến có hơn 196.000 học sinh với gần 6.600 lớp học ở bậc mầm non đến trung học phổ thông. Vấn đề quan tâm hiện nay của nhiều phụ huynh ở bậc tiểu học là nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các em không thể đến trường học trực tiếp, việc học trực tuyến với các em sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học trong tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải xây dựng các phương án tổ chức dạy và học. Có ba phương án dạy học chính thức áp dụng là trực tiếp, trực tuyến và dạy học linh hoạt. Việc dạy và học phải có sự ứng biến phù hợp của thầy và trò. Ngành giáo dục rất mong sự chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của toàn dân để hỗ trợ cho con em mình cái em nhỏ học lớp 1 á thì mình thấy nếu mà học trực tuyến thì mình thấy nó hơi bỡ ngỡ và bất cập tại vì cái lứa tuổi này nó em, các em nó chưa có tiếp cận được cái môi trường học đó nếu mà phụ huynh mà có thời gian thì có thể hướng dẫn cùng học với các em đi sát với các em trong trường hợp học trực tuyến phụ huynh phải chịu khó phải thường xuyên theo dõi các em bởi vì cái tính tự giác của em là nó không thể như người lớn được không biết cái nghiên cứu và ý về chương trình và nội dung và thể về về cái kiến thức đã dạy À, sau đó rồi hết cái giãn cách rồi chúng tôi sẽ sẽ ôn lại cho các em. Năm học 2021-2022 là năm thứ hai ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Một trong các nội dung cần thực hiện là bảo đảm có đủ trường lớp để mọi học sinh trong độ tuổi đi học được đến trường. Học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6 có sĩ số không quá 35 em một lớp và được học 2 buổi một ngày. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình mới phải được thực hiện đại trà trong đội ngũ giáo viên và sẵn sàng triển khai chương trình mới. Giờ phút này và khi việc đi vào giảng dạy thì nói chung là các thầy cô đều đáp ứng theo cái yêu cầu mới. Trường hợp mà phụ huynh nào mà chưa có sách giáo khoa cho các em học sinh thì nhà trường sẽ liên hệ với ngành rồi là với công ty sẽ tiếp tục là trang bị cho các em đầy đủ để tham gia học tập cho nó tốt. Trong thời gian qua tỉnh cũng đã cử đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn nhiều đợt do Bộ dục đào tạo tổ chức trên cái tinh thần triển khai của Bộ đó thì tỉnh sẽ triển khai đại trà cho toàn thể giáo viên trung học cơ sở về cái việc dạy học lớp 6 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cuộc họp gần đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh luôn đặt vấn đề an toàn an tâm cho phụ huynh và học sinh trong năm học mới lên hàng đầu. Bên cạnh đó, vấn đề thu chi đầu năm học cũng phải có sự cân đối trong tình hình khó khăn do dịch bệnh hiện nay. Đối với các khoản thu đầu năm học, việc đầu tiên là chúng tôi đang thúc đẩy chỉ đạo ngành Lao động Thương binh Xã hội là phải thực hiện nhanh cái chế độ chính sách của mình theo cái 68 và theo cái 23 liên quan tới chế độ thu và chi đối với đầu năm học đang yêu cầu ngành giáo dục phải hạn chế tối đa tất cả những khoản thu đầu năm học đối với phụ huynh học sinh và các em học sinh và các khoản thu chi đó phải minh bạch, giãn ra. Chứ nếu không thì đã khó lại càng thêm khó. Rút kinh nghiệm từ năm học trước, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để chuẩn bị cho năm học mới, các trường trên địa bàn đã và đang xây dựng phương án chuẩn bị các điều kiện để năm học 2021-2022 diễn ra an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương án tiếp nhận các em học sinh từ các vùng dịch trở về, tiến hành rà soát có chính sách hỗ trợ cho các em học qua Internet bằng các ứng dụng Zalo, Office 365, Zoom, nếu như trong điều kiện các em không được đến trường. Để bảo đảm mục tiêu vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp được khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi thực hiện mô hình ba tại chỗ trong sản xuất. Tuy nhiên, tại tỉnh Phú Yên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khi triển khai. Đa phần doanh nghiệp trong năm khu công nghiệp của tỉnh Phú Yên đều có quy mô vừa và nhỏ, cơ sở vật chất không đáp ứng được việc tổ chức ăn ở tại chỗ. Trong khi đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phải tăng rất nhiều khoản chi phí nhằm giữ được các đơn hàng. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chỉ có 8 trên 71 doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở tỉnh Phú Yên thực hiện mô hình 3 tại chỗ và hiện tại giảm còn một nửa. Để tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế, đồng thời mỗi doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại đơn vị, không bảo đảm an toàn thì phải dừng hoạt động. Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên lượng phương tiện tàu thuyền cũng như lao động tham gia khai thác trên biển tại huyện Tuy An giảm mạnh. Dù vậy, nhờ thời tiết trên biển trong thời gian qua thuận lợi, cá nục, cá ồ xuất hiện khá dài, nên sản lượng khai thác đã khá cao bình quân mỗi ngày một phương tiện có thể khai thác được từ 50 đến 70 giỏ, tương đương từ 1,2 đến 1,5 tấn cá. Do trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch, nên một số xã và các đoàn thể ở huyện Tuy An đã tạo mối liên kết với các địa phương khác và các doanh nghiệp chế biến, thu mua để bao tiêu sản phẩm cho ngư dân, nhằm giúp ngư dân bảo đảm giá bán. Kính thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, hàng trăm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được đưa lên cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế cũng đã được triển khai trên hệ thống này. Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, việc triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh được xem là giải pháp mang lại lợi ích không nhỏ cho cả người dân và các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội và người dân hạn chế ra đường, tập trung nơi đông người. Từ tháng 4 năm 2017, Sở Xây dựng bắt đầu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thu phí điện tử thông qua Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Đến nay, Sở đã triển khai được hơn 44 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, Nhờ làm tốt công tác cải cách hành chính nên số lượng hồ sơ qua kênh trực tuyến và giao dịch thanh toán phí, lệ phí bằng điện tử ngày một tăng. Bà con sau khi mà được cái sự tiên truyền thấy được cái lợi ích trong cái việc thứ tục hành chính công về thanh toán điện tử thì cái số lượng mà thanh toán điện tử lại tăng lên hàng năm cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với địa chỉ dịch vụ công phú yên gov vn sau 4 năm đã hoạt động ổn định cơ bản đáp ứng việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trên hệ thống giúp công khai minh bạch quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong quá trình nộp hồ sơ tiết kiệm thời gian chi phí đặc biệt cổng đã tích hợp chức năng thanh toán điện tử với ngân hàng để các tổ chức cá nhân có thể thanh toán lệ phí trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính người dân có thể ở nhà đóng thực hiện các cái thủ tục trên mạng, rồi chuyển các cái giấy tờ và đóng và ghi các cái form trên mạng gửi đến cho các cái cơ quan có thẩm quyền. Sau đấy là thực hiện đóng cái phí hoặc lệ phí trên mạng qua mạng trực tiếp. Và một là có thể nhận trực tiếp trên mạng cái kết quả. Thứ hai là nhận qua bưu điện, người ta sẽ chuyển tới nghĩa là với mức độ 4 khi đóng cái à, kinh phí qua mạng đó, thì người, người dân không phải không phải đến để mà gặp mà công chức hoặc là gặp chính quyền nữa thì nó tránh được những cái phiền hà những cái khê nhiêu, những cái tốn thời gian và những cái à, cái 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 cái, cái rầy rà không đáng có với giải pháp thanh toán trực tuyến người dân doanh nghiệp có thể sử dụng mọi phương tiện thanh toán thông qua mọi kênh giao dịch của tất cả các ngân hàng để thanh toán phí lệ phí dịch vụ công cho cơ quan nhà nước mọi lúc mọi nơi thông tin xử lý hồ sơ được cập nhật kịp thời kết quả thu phí được phản hồi ngay lập tức đối với cơ quan quản lý nhà nước thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công giúp rút ngắn quá trình xử lý giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, công khai minh bạch hóa hoạt động thu phí lệ phí, có phần nâng cao các chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến theo định hướng của chính phủ và ngân hàng nhà nước. Trong thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền phối hợp với các đơn vị trong cái việc mà đơn giản các cái thủ tục cũng như các cái bước để mà thanh toán về cái điện tử có nhiều cái biện pháp cũng như là cái giải pháp kiến khích để mà mang lại rút ngắn thời gian trong tổng cái giải quyết thủ tục như là thanh toán. Thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công cụ tỉnh đang được kỳ vọng là giải pháp giúp công tác quản lý thuế phí được minh bạch và chính xác. Khi sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công, các khoản thuế phí lệ phí sẽ được công khai cụ thể đến với người dân, tạo sự thuận tiện nhất để người dân sử dụng. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến sẽ góp phần phòng chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan virus ra cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi tối thứ bảy trên kênh BTV của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.